Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu định luật Gauss cho một điện tích điểm. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu định luật Gauss cho một tấm phẳng tích điện. Cái tấm phẳng gọi là sheet, tấm phẳng tích điện sheet of charge. Ở đây có từ infinite nghĩa là vô hạn. Tức là cái tấm phẳng này nó có cái kích thước các chiều là dài, rộng tới vô hạn. Thì trên hình là cái quả, cái này là một cái quả dưa hấu. Cái này thì nó không phải là một cái tấm phẳng tích điện. Hôm trước ta đã học cái định luật Gauss cho cái điện tích điểm và xét trên một cái bề mặt hình cầu. Và cũng phân chia ra có những cái hình dạng khác nhau. Đấy. Thì ở phần này ta sẽ làm việc áp dụng cái định luật Gauss này cho một cái tấm phẳng vô hạn thế này. Ở trên hình là một cái tấm phẳng nhưng nó lại không phải là vô hạn. Nó có kích thước chiều này này. Từ đây đến đây. Rồi chiều rộng từ đây đến đây. Cái tấm phẳng này nó không phải là tấm phẳng vô hạn. Tuy nhiên anh ta hãy tưởng tượng rằng là cái tấm này nó được phát triển mở rộng ra tới vô hạn. Đấy. Tức là các kích thước các chiều nó là vô cùng, tạo thành một tấm phẳng vô hạn. Và cái tấm này nó tích điện ở bên trên đó. Đấy. Đây. Và nếu mình nhìn theo cái hướng từ vuông góc của cái mặt này, mặt phẳng này thì ta sẽ thấy là nó tích cả cái điện tích ở bên trên nó. Tấm phẳng đó gọi là tấm phẳng tích điện sheet of charge. Đây là mình nhìn theo cái hướng vuông góc với cái tấm. Đấy, thì mình nhìn thấy như thế này. Còn nếu như mình nhìn theo cái hướng từ cạnh này sang này, đấy, mình đấy, hướng theo cạnh hướng sang này thì mình sẽ thấy là cái hình ảnh thu được sẽ như thế này. Yeah. Một cái đường thẳng đấy, tích điện. Còn nếu nhìn hướng vuông góc thì sẽ là một cái tấm mà nhìn thấy các điện tích nó tích ở trên này như thế này. Ở đây là tích điện tích dương. Đấy. Phần hướng này, cái hình này là nhìn theo hướng từ bên này sang, hướng cạnh này sang. Ở đây nó có chữ rho. Rho này là mật độ điện tích. Đấy. Ở trên một cái đơn vị diện tích trên một mét vuông á. Là cái số lượng điện tích mà nó có ở trên một mét vuông của cái tấm thì nó gọi là rho. Nếu mà mình có một cái vùng mà diện tích nó là 2 mét vuông thì nó sẽ là 2 rho, điện tích của nó sẽ 2 rho. Còn nếu mà nửa mét vuông thì nó sẽ là số lượng điện tích nó sẽ là rho chia 2. Rho là cái mật độ điện tích, tức là số lượng điện tích ở trên một đơn vị diện tích trên một mét vuông. Go. Và bây giờ để mà áp dụng cái định luật Gauss. Tại định luật Gauss thì ta biết là nó phải áp dụng cho một cái bề mặt kín, kiểu như cái phần đây, một cái bề mặt kín thế này. Đấy. Đây, mặt kín thế này thì ta mới dùng được định luật Gauss. Thì ở bên này một cái tấm phẳng vô hạn thì nó sẽ không tạo thành một cái bề mặt Gauss, bề mặt kín. Đấy. Cho nên ta sẽ thực hiện như thế này. Đấy, tấm này. Đây, ta đưa vào đây, ta chụp vào đây một cái hình quan sát đây là thấy nó là cái hình chữ nhật. Tuy nhiên, ở đây thì nó không phải là một hình chữ nhật, đây là khi mình nhìn từ ngoài vào. Thì nó có dạng nó giống hình chữ nhật thế này. Còn thực tế thì nó là một cái hình trụ. Đấy. Hình trụ như thế này. Đấy. Hình trụ thì nó có cái diện tích ở cái mặt này này. Cái mặt sau này này. Và cái hình trụ này nó đi vuông góc vào cái tấm. Yeah. Vào cái tấm này. Đấy. Và
Đây, ta có thể quan sát kỹ hơn thế này. Đây, nó có cái mặt ở phía trên này là diện tích F này. Ở phía dưới này có một cái diện tích F. Thì nó sẽ có cái điện trường E đi theo cái hướng này. Từ cái tấm phẳng tích điện này nó có cái điện trường E đi theo hướng đi ra này. Đi qua cái mặt S này. Và bên này cũng vậy, cũng có cái điện trường E đi qua cái mặt S này, đi sang hướng bên này. Bây giờ mình sẽ áp dụng cái định luật Gauss này cho cái hình trụ này. Đấy, hình trụ mà đây ta vừa vẽ đây. Thì ta sẽ thấy được cái gì ở đây. Thứ nhất là bên này là cái N nhân DS. À, thì ta thấy là cái vector E chỉ đi qua cái mặt phía này, cái mặt hai mặt hai đầu của cái hình trụ. Đấy. Cái mặt bên này nó sẽ là diện tích là S, cái cường độ từ trường của nó là E, như vậy cái thông lượng của nó là E nhân với S. Yeah. Mặt bên này cũng vậy, cũng là diện tích là S và cái từ trường nó cũng đi vuông góc ra và nó có cường độ là E, như vậy ở chỗ này là cũng là E nhân S. Yeah. Còn là cái mặt mà mặt bên của cái hình trụ này này thì nó không có cái từ trường đi qua. Đấy. Cái từ trường nó chỉ đi vuông góc của cái tấm này thôi. Đấy. Cho nên là ta chỉ dạy tính thông lượng của cả toàn bộ cái diện tích ở trên cái hình trụ này. Đấy. Theo cái công thức của định luật Gauss bên này. Đấy. Tuy nhiên thì vì cái mặt bên nó không có cái từ trường đi qua, đi sang ở cái mặt bên này của hình trụ, mà nó chỉ đi ở hai cái mặt hai đầu của hình trụ này thôi. Cho nên ta chỉ cần cộng hai cái này lại. Thì ở bên này là E nhân S. Bên này cũng vậy. Được một cái E nhân S khác. Thì ta tổng lại sẽ được 2E nhân S. 2E nhân S sẽ bằng bằng tổng diện tích. Đấy, công thức của nó sẽ là đây, công thức của nó là tổng diện tích chia cho epsilon 0. Thì tổng diện tích ở đây chính là cái vùng này này. Cái vùng này thì nó cũng có cái diện tích rộng thế này, cũng là diện tích bằng S luôn, tại hình trụ mà. Đấy. Thì nó sẽ lấy một cái đoạn này cũng có diện tích bằng S luôn. Đấy. Mà mật độ của ta là gì? Mật độ điện tích của ta là rho. Diện tích của ta ở cái vùng bên trong cái hình trụ này á, cái tổng quy y chính là tổng toàn bộ điện tích ở bên trong cái hình trụ này. Ở phía trong hình trụ này thì chính là diện tích ở trên cái mặt này, cái đoạn này. Đấy. Thì nó là lấy cái diện tích là S nhân với cái mật độ điện tích là rho. Thì ta được là rho nhân S. Đấy. Là tổng toàn bộ điện tích ở bên trong cái hình trụ này. Để chia cho epsilon 0. Áp dụng đúng cái định luật Gauss luôn. Đấy. Ở đây ta thấy là ở hai bên đều có S hết thì ta bỏ S đi. Đấy. Như vậy ta thấy E nó sẽ bằng rho mà chia cho 2 epsilon 0. Ta thu được công thức của E là bằng rho chia cho 2 epsilon 0. Thì ở đây á, cái epsilon 0 này nó là hằng số rồi. Cho nên cái E ta thấy nó chỉ phụ thuộc vào cái mật độ điện tích thôi. Chỉ phụ thuộc vào cái rho này này, tức là cái mật độ điện tích ở trên cái tấm phẳng này. Và ta có thể biến đổi cái công thức này sang một cái dạng khác đi một chút. Đấy. Ví dụ ở đây E thì bằng rho chia cho 2 epsilon 0 nhân cả tử và mẫu với 2 pi. Thì ở trên này ta thu được 2 pi rho. Dưới này là 4 pi epsilon 0. Thì ở đây cái số 1 chia 4 pi epsilon 0 này chính là hệ số K. Đấy, người ta viết lại đây nó sẽ bằng 2 K pi nhân rho. Thì E sẽ bằng 2 k pi nhân rho, tức là nó có cái dạng thế này. E bằng 2 k pi nhân rho. Thì từ công thức này chúng ta thấy là E nó phụ thuộc vào cái gì? Đấy, nó chỉ phụ thuộc vào cái mật độ điện tích của cái tấm phẳng này thôi. 2 là hằng số rồi, k cũng hằng số, 9 nhân 10 bằng 9, pi là hằng số. Vậy cái ba cái số này là những số không đổi. Nên là cái cường độ điện trường E đấy, thì nó chỉ phụ thuộc vào
cái mật độ điện tích của cái tấm phẳng là cái gô này này. Đấy. Nếu cái gô này nó lớn thì ta có cái cường độ điện trường E lớn. Ngược lại, ta được cái gô nhỏ thì điện trường E nó sẽ nhỏ. Trong trường hợp người ta đang tính đây là cái tấm phẳng này nó tích điện dương, được chưa? Thì ta sẽ thấy là cái vectơ điện trường E của ta nó hướng từ từ trong cái tấm phẳng hướng ra ngoài. Đấy. Nó cũng giống như điện tích điểm hôm trước, bài trước ta học là cái điện tích dương á, thì cái vectơ E nó đi từ cái điện tích hướng ra ngoài, còn âm thì nó hướng theo chiều ngược lại. Đối tấm phẳng nó cũng vậy. Đấy. Cái vectơ E này sẽ đi vuông góc với cái bề mặt của cái tấm này và nó hướng từ cái tấm hướng ra ngoài. Đấy, bên này hướng sang bên này, cái vectơ E bên này hướng sang bên này. Tức là đây là cái tấm phẳng nằm ở giữa này. Được chưa? Thì ở hai bên của nó, hai bên của nó thì nó xuất hiện cái điện trường và cái vectơ điện trường mà nó hướng từ cái tấm hướng ra ngoài. Thì mặt bên này nó hướng sang bên phải, bên trái, hướng vuông góc của cái mặt của cái tấm này, và điện trường bên hướng bên này, phía bên này á thì hướng sang bên phải, vuông góc với cái bề mặt của tấm. Nếu mà cái tấm nó tích điện dương, còn trường hợp ngược lại cái tấm nó tích điện âm trên á, thì các vectơ điện trường nó lại hướng vào cái tấm đó. Đấy. Bên này là hướng thế này, bên này thì hướng hướng vào mà thì nó sẽ đi thế này. Đấy. Hai bạn nó sẽ đi vào nhau. Như vậy chúng ta đã áp dụng cái định luật Gauss cho một cái tấm phẳng tích điện có kích thước là infinite, tức là kích thước vô hạn. Và kết quả ta thu được là cái điện trường của một cái tấm phẳng vô hạn mà tích điện thì nó chỉ phụ thuộc vào cái mật độ điện tích ở trên cái tấm phẳng đó mà thôi. Và tùy theo cái điện tích đó là âm hay dương mà cái chiều của cái vectơ điện trường nó có hướng ra ngoài hay hướng vào trong cái tấm đó, tấm tích điện đó.